dưỡng để mà thay hết toàn bộ cái phần bít tông đầu lòng trái và thay nhớt tất cả các kiểu. Anh em hãy đón xem nhé, tự tay mình làm. Chào mọi người. Hello, chào mọi người. Hôm nay bắt đầu mình sẽ nhảy qua một cái mảng mới, đó chính là một cái mảng về độ công suất của động cơ. Thì nói thẳng với anh em luôn, từ xưa tới giờ như mọi người có đã thấy, ít khi nào mà có cái video mà nói về cái chuyện mà kỹ sư hẻm độ máy hay gì lắm. Nhưng mà một khi mà bà đã vào muốn dấn cho cái con đường đua xe chuyên nghiệp thì dĩ nhiên bắt đầu mọi thứ đều phải học hỏi. Thì hôm nay bắt đầu là mình sẽ học ở cái mức cơ bản nhất. Hôm nay thì các bạn cũng đã biết, xưa giờ mình đang cho Su nó tập chạy trên con UB150 này. Thì con UB150 này á, thì nếu mà nói mà để cho một người mà thợ mà độ chế bình thường, nếu mà mình độ máy công suất theo kiểu bình thường thì nó sẽ không khó có thể mà đáp ứng được cái công suất vận hành của những cái tay nài đua. Tại vì các tay nài đua chạy rất là ác liệt, vì thế nên hiện giờ cái đa phần của các đội đua nó hay sử dụng, nó sẽ xài những cái combo, nó gọi là full nguyên cái combo, nguyên cái kit. Thì cái chuyện khó khăn nhất đó là khi mà chúng ta có thể mua, chúng ta có thể bỏ tiền chúng ta mua những cái full combo kit như thế này về rồi. Chẳng hạn như đây trên tay tôi, đây là một cái phần đầu gồm có số bắp các thứ, rồi ngay cả lòng và trái piston đây cũng có đầy đủ. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó chính là làm sao để mà có thể ráp nó vô và vận hành tốt được. Thì cũng là may thay là trong cái group của mình chơi, cái group mà bạn hữu thợ máy Tô Tăng, thì cực kỳ hay là trong đó toàn là thợ máy không thôi. Và thế là khi mà mình những cái gì mà mình thắc mắc mình không biết, mình chỉ việc đăng lên trong đó và mọi người chỉ cho mình rất là tường tận, vì trong đó đa phần toàn là thợ máy mà chứ không có tay mơ. Nhưng mà các bạn mà tham gia vào cái group đó thì cũng khá là khó khăn đó, tại vì nó sẽ có qua cái khâu kiểm duyệt. Tại vì cái khâu đó là cái khâu mà trong đó là một cái group kín, nên mỗi người muốn tham gia vô nó phải trả lời những cái câu hỏi mà nó có liên quan tới chuyên ngành tí. Thì bởi vậy nên dành cho những ai mà có thiên về thích máy móc hơn, chứ còn ví dụ trong người không có chút kiến thức gì thì cũng khó mà tham gia vào trong đó. Rồi, đây để show cho mọi người xem, đây là một cái combo của cái đội đua của Indonesia mà bây giờ người ta hay sử dụng trong cái giải đua UB150, đó là chính là của cái hãng BRT. Thì trên tay mình đây đang là cầm một cái trái piston nhôm nén của BRT. Thì với những cái trái piston này chẳng hạn, thì cái nguyên tắc của nó là phải là một cái nhôm mà mạnh mẽ, cứng cáp, và có nghĩa là có độ bền rất là cao thì mới có thể chịu lực nổi trong cái những cái vòng đua. Rồi đi kèm nó đây, chẳng hạn như đây là hai cái họng xăng, một cái họng lớn, một cái họng 32, một cái họng 34. Hiện giờ toàn bộ mọi loại xe đua bây giờ hiện giờ toàn bộ là phun xăng điện tử hết, nên tất cả chúng ta sẽ đều dùng cái họng này. Thì tùy vào cái cục máy chúng ta canh mà chúng ta sẽ sử dụng họng lớn hay họng nhỏ, 32 hoặc 34. Dĩ nhiên là đi kèm với họng, dĩ nhiên cũng phải đi kèm với kim phun. Kim phun nó cũng sẽ có kim phun lớn. Thì với cái 32 là sẽ là 180 và 34 là nó sẽ dành cho máy 200, thì nó sẽ xài kim lớn và kim nhỏ, nó khác nhau, nó cũng đã có phân ra. Rồi, bắt đầu tới cam cũng vậy. Đây, bộ cam của nó. Cam của nó thì nó có phân ra theo cái công suất mà chúng ta để độ chế, nó cũng đều có phân ra công suất. Rồi đi kèm với nó là một bộ đi kèm là lò xo nồi. Cái này là lò xo đầu. Mình làm nồi riết rồi bây giờ mình cứ nhớ lộn tên thôi. Hôm nay là lò xo đầu nha mọi người. Ok. Rồi. Nguyên cái bộ ron. Thì khi mà chúng ta có nguyên cái bộ như thế này rồi thì việc cuối cùng của chúng ta đó chính là lắp ráp và căn chỉnh. Thì lắp ráp và căn chỉnh làm sao mà để cho nó đạt hiệu suất tốt nhất, thì dĩ nhiên là với những cái tay mơ như tôi thì không thể nào ráp một lần ăn ngay. Nhưng mà nhờ có những kinh nghiệm mà chỉ dạy trong anh em các nhóm nên mình sẽ ráp mỗi lần mà mình thử một kiểu. Thì rất là may mắn là tất cả các kinh nghiệm được truyền đạt trong đó thì nó cực kỳ là hữu ích và khiến cho mình có thể vận hành chiếc UB150 này chạy thì cũng khá lâu rồi đó mà vẫn chưa có xảy ra một cái vấn đề gì. Thì hôm nay đó là mình có thể quay lại để mình chia sẻ cho mọi người. Thì ngoài cái chuyện mà sử dụng một những cái đồ mà chuyên dụng của đội đua mà mang chất lượng cao như thế, công suất cao như thế, thì dĩ nhiên cái quan trọng nhất đó chính là phải sử dụng nhớt cho nó tốt. Thì nhớt mà chúng ta xài mà nhớt tào lao hay nhớt không đúng cách để mà sử dụng trong cái lĩnh vực mà chúng ta hoạt động á, thì nó sẽ gây cực kỳ ảnh hưởng tới động cơ. Thì đây, cái dòng nhớt hiện giờ tôi đang sử dụng cho cái con UB150 của tôi đó là chính là cái dòng Totan Racing Hybrid 4T. Đấy. Thì
Cái nhất Total thì như các bạn bạn nào mà hay coi đua xe F1 thì nhiên các bạn sẽ thấy là trong các đội đua của Red Bull hay là Lotus, tất cả tụi nó đều xài cái Total này. Total này ở trên thế giới rất là mạnh, và cái mà người ta cam kết của cái hãng Total này sẽ làm cho một cái, nghĩa là nói chung là cái nó gọi là cái gì ta, cái khẩu hiệu á, nó sẽ là M1 và bền lực đó. Và mình thấy nó thật là ổn định đấy chứ, mình xài cảm thấy là mình quá ok rồi. Mình xài cả 3 tháng trời rồi trên con xe này mà cứ mình chạy khoảng chừng mấy 100 cây số là bắt đầu là mình đã thay nhớt cho nó, và mình tới giờ nó vẫn ổn định, không có một cái vấn đề gì hết. Rồi mình sẽ chia sẻ cho mấy bạn thêm một tí xíu nữa về cái group, là trong cái group này á có rất là nhiều admin, thì mỗi admin sẽ đảm nhận một phần. Chẳng hạn như mình á, mình trong đó là mình chuyên về những cái phần mà gọi là dàn chân thắng, có nghĩa là heo thắng rồi phụ rồi mâm bánh bọng. Thì dĩ nhiên những cái nào mình chuyên á thì mình mới chỉ người ta được, chứ mình không chuyên mà đâu chỉ người ta được. Thì có những anh admin khác sẽ chuyên về cái phần khác, có rất là nhiều anh admin, trong đó có người chuyên về xe ga, có người chuyên về xe số, có người chuyên về xe công tay. Nhưng mà tụ chung tất cả những người trong đó, người ta đều có kiến thức và người ta sẵn sàng chia sẻ và giải đáp mọi thắc mắc cho mình nhanh và hiệu quả, những cái phương án nào mà nhanh nhất tối ưu nhất. Bởi vậy nên trong đó gần như 98% tất cả các ca khó đều được chẩn đoán chỉ trong vòng nửa nốt nhạc, chỉ trong một ngày thôi, chỉ cần đúng người ta nghe đúng bài là người ta đã biết rồi. Trong đó mình còn có những cái bài viết mà chuyên ngành, như là chẳng hạn như là vỏ canh ráp vỏ như thế nào, áp suất vỏ như thế nào, rồi thậm chí độ đĩa thắng các thứ gì, tất cả đều đầy đủ trong đó hết. Thì hy vọng là mọi người sẽ cùng tham gia với lại kỹ sư hãm cùng các anh em trong đó. Thì dĩ nhiên như hồi nãy mình nói là nó sẽ rút, nó giới hạn nên chưa chắc là có thể là bạn sẽ vào được, nhưng mà nếu mà một khi bạn có đam mê, bạn có kiến thức, bạn vào được thì trong đó sẽ rất là hữu ích cho mọi người. Tất cả các thợ hiện giờ đi, ngay cả như mình đi, tất cả từ hồi xưa cũng chỉ là một tờ giấy trắng giống như mọi người thôi, nhưng mà chỉ là học hỏi nhiều, chịu lắng nghe nhiều, tay làm nhiều là bảo đảm mọi thứ nó sẽ rành rọt và chúng ta sẽ dễ sử dụng, và thậm chí mai mốt chúng ta có thể tự mở tiệm riêng. Như mình cách đây mười mấy năm mình chỉ cũng là một người mê xe như mấy bạn thôi, nhưng mà bây giờ mình có thể mở cái tiệm riêng rồi đó. Đấy là một cái hành trình rất là dài, nhưng mà chỉ cần các bạn không chùn bước thôi là bảo đảm là sẽ thành công. Chào mọi người.